Hello guys, cô Phương xin chào tất cả các con Chúng ta hãy mau chóng quay trở lại page để mình livestream buổi học tối nay cùng với cô Mai Phương đi ạ Các con yêu quý buổi tối ngày hôm nay thì cô Phương sẽ chữa cho chúng ta đề thi thử của Sở Hà Nội nhé Có rất là nhiều bạn inbox cho cô Phương và nói rằng là con nhìn thấy cái lịch chữa đề của cô nguyên cả tuần chữa đề cả tháng chữa đề con rất là choáng và con cố gắng cố gắng cố gắng học thật là tốt để không phụ công cô là sạn bài rồi là chữa bài cho các con đúng không và cô cảm thấy rất rất là vui với những đứa khéo mồm như vậy đúng không ạ <laughs> cô cảm thấy rất vui luôn ha à, đây là thi thoảng các con cũng có thể inbox cho cô phư động viên cô phư một chút đi để cô có thêm động lực để livestream và chữa cho các con nhiều đề nhé Khẳng định luôn là tháng này chúng ta sẽ, nếu như không có gì thay đổi là cô sẽ cố gắng chữa đề liên tục cho các con nguyên cả tháng luôn Tháng sau thì chúng ta sẽ tổng ôn tập và à, chữa thêm một số những cái đề trọng tâm Để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng vào đi thi Tháng này à, chữa đề tẹt ga luôn đi Đồng ý không ạ? Mấy hôm qua chúng ta chữa đề chuyến phan, một đề rất là hay Nhưng mà rất tiếc là chúng ta có bị khoanh nhầm một câu với từ rather than Đúng không các con? Uh, thì uh, lúc đấy là cô uh, mãi uh, xem các con comment. <laughs> Vì thế cho nên là cô không có nhìn kỹ là cô khoanh cái gì. Nhưng mà cô đã ghi rất rõ cho các con là other than thì nó bằng với lại là except for và bằng với lại là apart from. Được ạ Thì nó có nghĩa là là ngoại trừ và mình sẽ chọn other trong cái đáp án đó với cái câu mà nghĩa là gì? Đó là tôi không biết ai ở trong cái tiệc cưới, ngoại trừ ngoại trừ nhá. Thì mình dùng other than hoặc là except for hoặc là apart from. Thế còn rather than thì nó khác. Rather than thì bằng với instead of. Được chưa? Nghĩa là thay vì. dùng luôn cho cô rather than là mình sẽ tương đương với lại là instead of là xong. Được chưa? Với cái 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 nghĩa của nó ấy là tương đương với lại là instead of giúp cô là xong. Ok chưa các con nhá yeah. Ví dụ như là các con có thể sử dụng từ rather than hoặc là dùng từ rather tương đương với lại là từ instead luôn Ví dụ ấy mình nói rằng là họ không thích đi xe máy Thay vào đó thì họ lại thường hay đi hay đi xe buýt Đúng không ạ? Mình có thể nói là They don't like riding the motorbike Ok? Họ không thích cái đó Rather hoặc là instead Đúng không? They prefer to to the take the bus. Ví dụ như vậy, đúng no? không? Uh, à thay vào đó thì họ lại thích là they bus bit hơn. Ok chưa yeah. ạ? Thì đấy chính là rather than và instead of là nó sẽ mang nghĩa giống nhau như vậy. Tất nhiên là với cái cách chia ấy thì mình sẽ chia, tất nhiên là với rather than thì mình sẽ chia cái cấu trúc là nó sẽ hơi khác một chút so với instead of. Bởi vì là instead of các con là, lão là, là có cái giới từ of thì mình phải đi với gốc in. Còn rather than thì thường là mình sẽ dùng với động từ nguyên mẫu luôn. Ví dụ như cô có một câu đó là Ví dụ như cô có một câu khác đó là he walk away. He walk away to sing rather than play the violin. Câu ấy có nghĩa là anh ta là bỏ đi để hát thay vì là chơi đàn violon chẳng hạn đó rõ là rõ, ta lại cộng với lại infinitive ok đó thì cái câu đó là các con nhắc cô rất là chuẩn luôn đúng không ạ và có lẽ rằng là cô sẽ phải tập trung hơn nữa vào cái phần chữa bài mà sẽ không có đọc được comment của các con đâu là để chúng ta là tránh là không bị không bị nhầm ha Ok, nhưng mà các con lưu ý là sau khi livestream xong thì cô Phư có đọc các comment của các con Ví dụ như hôm qua cô có đọc được comment của bạn Hoàng Nguyên nói là Bạn uh, Hoàng Trang là được tặng sổ cô Phư Con cũng nghe thấy là Hoàng Hoàng nhưng mà nhưng mà lại uh, không không phải là Hoàng Nguyên đúng không ạ? Đúng Hoàng Nguyên cố gắng một chút ha Để con có thể lên top fan cộng 1 là con sẽ chắc chắn nhận được uh, cuốn sổ Cô Mau Phư ha Cuốn sổ này Được chưa được chưa Ok nhá Các con yêu quý trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa đề thi thử của Sở Hà Nội Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu Được chưa ạ? Các con comment nhá Chắc chắn là sau khi livestream xong là cô Phư có đọc Được chưa Rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu Ok các con yêu quý chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ Chúng ta sẽ cùng chữa đề thi thử của Sở Giáo dục Hà Nội nhé. Sẵn sàng chưa? Nào chúng ta có hai bài đọc hiểu, một bài là về phương pháp Montessori. Phương pháp Montessori là sau này các con đều sẽ rất là quen được cái phương pháp này bởi vì sau này các con kiểu gì là cũng sẽ sinh con đẻ cái, đúng không ạ? Và với tụi trẻ con thì khi đi học bây giờ ở các cái trường mầm non, kindergarten thì người ta thường hay nhắc đến cái phương pháp giáo dục đó là Montessori hoặc là Reggio thì phải, Reggio Emilia. ạ. Thì với hai cái phương pháp này cô cũng đã từng được nghe rồi và cũng là những cái phương pháp rất là hay để giáo dục trẻ con. Đấy ạ. Đấy là bài đọc hiểu số 1 và bài đọc hiểu số 2 thì nói về việc là cái việc mà con người sử dụng thuốc trừ sâu thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường như thế nào. Ok chưa ạ? Ok nhá. Thế nhưng mà hai cái bài đọc hiểu này thì cô sẽ chữa ở lớp VIP 90. Bạn nào mà ở khóa VIP 90 thì chúng ta sẽ được coi cô chữa hai cái bài này ở cuối của cái tiết học ngày hôm nay. Được chưa Còn các bạn khác, các bạn ở trên page thì bây giờ cô sẽ chữa cho các con các câu từ 14 cho đến 50. Đồng ý không? nhé. Yeah, yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa với cô câu số 14 là phần tìm lỗi sai. Ba câu hỏi 14, 15 và 16 chúng ta có như sau. Câu số 14. Five miles beyond the hills or a fire with its flame reaching up to the sky. Câu này thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào ạ? Đâu là cái đáp án chưa đúng ạ? Đâu là cái đáp án cái đáp án nào là cái nội dung nó chưa đúng đối với lại là câu số 14 này ạ? Cho con để ý giúp cô là những cái khoảng cách đúng không ạ khoảng thời gian khoản tiền hoặc là những cái khoảng cách của chúng ta đấy thì nó cũng chỉ là số ít thôi như ạ theo cái nguyên tắc về sự hòa hợp với chủ ngữ và động từ của chúng ta thì những cái mà bao nhiêu dặm bao nhiêu tiền à, mặc dù nó có S như này nhưng nó luôn luôn là số ít đúng không vì vậy cho nên là câu này chắc chắn là các con sẽ khoanh đáp án a rồi và các con sửa cho cô thành là words được chưa ạ ok câu số 15 thì chọn đáp án gì ạ Our council should provide cheap car parks on the outskirts at the town and free bus services to the center. Dạ, câu này thì chúng ta lựa chọn đáp án gì ạ? Ở cái khu vực ngoại ô, đúng không? Ở khu vực ngoại ô, ở cái thành phố này. Dạ, yeah. thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ dùng gì ạ? Cái từ outskirts, chúng ta dùng on the outskirts có chính xác không các con nhỉ? On the outskirts có chính xác không ạ? có chính xác nhá on the outskirts thì nó sẽ mang nghĩa là ở cái khu vực ngoại ô người ta sẽ dùng giấy từ on ạ à. được chưa nhá nếu như mà dùng từ suburbs thì người ta sẽ dùng là in the suburbs được yeah, chưa? in the suburbs Thế còn là outskirts thì người ta sẽ dùng on Đấy Thế còn at the town thì không đúng Người ta không dùng at the town Ở thành phố người ta dùng là in the town nha. Yeah. trên câu này các con sẽ khoanh đáp án C giúp cô các sự các con sửa cho cô thành là in in the town, yeah. in the city hoặc là in the town, yeah. đó là ở đây câu này có nghĩa là hội đồng của chúng tôi là cung cấp bãi đậu xe rẻ ở cái khu vực ngoại ô ở thị trấn và cái dịch vụ xe buýt miễn phí tới trung tâm. được chưa? rồi câu số 16 nhá. It is essential that cancer is diagnosed and treated. nào câu này là kiến thức về subjunctive đúng không subjunctive của chúng ta là gì rất là cần thiết rằng rằng cái gì thì sau rát này ở đây chúng ta sẽ cộng với lại là một cái mệnh đề mà nó sẽ là có dạng là should đúng không ạ rát should mà should và đây là câu này là bị động thì nó phải là should be diagnosed đúng không nó phải là should be diagnosed and treated cấu trúc giả định mà đúng không ạ cấu trúc giả định subjunctive và vì thế cho nên là ở đây nếu như có ẩn chút đi thì câu của chúng ta vẫn còn là Be diagnose nó mới là chính xác ạ? Yeah. vì thế cho nên là câu này mình sẽ khoanh đáp án B để chúng ta sửa về đúng cái dạng thức cấu trúc câu giả dạ định của chúng ta xong chưa ạ xong nhá bây giờ sẽ là câu số 17 he went back to work in his country after he his course on advanced engineering in London ở đây câu này là quá khứ rồi và một cái hành động xảy ra sau khi đã làm một cái hành động gì thì hành động này phải xảy ra trước Đúng không? Thì ra trước thì sau đó thì đến quá khứ thì chứng tỏ ở đây sẽ phải là thì gì? Quá khứ hoàn thành. Sự hòa hợp về thì ạ. Được chưa? Quá khứ hoàn thành thì đáp án đúng của câu số 17 chắc chắn sẽ là đáp án A. Sau khi mà đã hoàn thành xong cái khóa học này thì anh ta quay trở về làm việc ở quê hương của mình. Sang câu số 18 giúp cô đi ạ. Câu số 18 chọn đáp án gì? There were a lot of people at my friend's wedding party. Nào, câu này đã có chủ ngữ có động từ đây rồi động từ đây chủ ngữ của chúng ta đây đúng không ạ? Vì câu với từ gì nó có hiện tượng đảo ngữ đúng không? Thì đây là chủ ngữ rồi và vì thế tức là cái câu này nó đã là một cái mệnh đề rồi thì phía sau này chắc chắn là phải dùng đại từ quan hệ và sau giới từ thì mình sẽ dùng hoặc là whom hoặc là which chỉ có một trong hai phương án đó thôi và không còn những phương án nào khác nhớ là một vài người trong số đó thì chỉ có thể là dùng whom hoặc which mà đây đang là người người thì dùng whom mà vật thì dùng which quá là dễ luôn mình sẽ chọn là Only a few of whom Đấy ạ Chỉ có một vài người trong số đó Nào có rất là nhiều người ở cái tiệc cưới của bạn tôi Mà chỉ có một vài người trong số đó là tôi đã gặp trước đây thôi Được chưa ạ? Ok nhá Rồi bây giờ sẽ là câu số 19 này There will be jobs for people Because some robots will do the same jobs as people Đây là sẽ có ít việc hơn Đúng không? Sẽ có ít việc hơn cho con người Bởi vì là một số con robot là sẽ Làm những cái công việc cùng với con người Thì câu này mình sẽ dùng gì? Many, much, less hay là fewer vậy? Thì đây chúng ta có là Less là ít hơn, còn fewer là ít hơn à, Với từ jobs Nó là danh từ đếm được số nhiều Thì mình sẽ dùng từ fewer, mà nghĩa là ít hơn Được không? Cái này mình học chưa ạ? Học rồi yeah. Few là rất ít, và đây sẽ là ít hơn Thì vậy, there will be fewer jobs Very good. Bây giờ sẽ là câu số 20 nhé. Social distancing, also called physical distancing, means space between yourself and other people outside of your home. Đây là gì? Cái sự giãn cách xã hội còn được gọi là cái này. Thì có nghĩa là cái gì đấy, cái khoảng cách giữa bản thân bạn và những người khác ở bên ngoài nhà của bạn. Đấy ạ. Thì sau cái từ means của chúng ta sẽ luôn luôn là vô in các con nhé. Kiến thức về danh động từ ạ sau so means là vô in cho nên câu này các con phải lựa chọn cho cô đáp án đúng ở đây là đáp án ấy được chưa sự giãn cách xã hội còn được gọi là cái sự giãn cách về về thể chất đấy không? về vật lý về thể chất ấy. thì có nghĩa rằng là là cái việc mà giữ một cái khoảng trống giữa bản thân bạn với những người khác ở bên ngoài gia đình người ta gọi là social distancing và câu số 21 là gì? Thanks to the AI applications, internet users into a new language in real time. Đó là nhờ có cái công nghệ gọi là trí thông minh nhân tạo, đúng không ạ? Thì người dùng Internet làm sao? À, câu này nhìn cái cấu trúc mà have với cả get như này là cô đã nghĩ ngay đến cái kiến thức ngữ pháp là câu bị động chuyển khiến rồi. Cấu trúc bị động chuyển khiến của chúng ta là gì? Have somebody do something. Là nhờ ai làm gì? Bằng với lại là get somebody thì phải là to do, đúng không ạ? Get somebody to do something cũng là nhờ ai làm gì? Và sang cấu trúc bị động thì mình dùng have hoặc là get something done by somebody. By somebody thường là người ta sẽ bỏ đi. Thì câu này sẽ là gì? Have the web pages translated. Cái này thì have something done. Thì cái này sai này. Cái này không có something này. Và cái này là get something to verb cũng không đúng. Đáp án đúng ở đây là đáp án A. Tức là cái người dùng Internet là có thể cho những cái trang web này được dịch thành một cái ngôn ngữ mới trong cái khoảng thời gian thực. Đó là nhờ cái ứng dụng AI này Thì cái ứng dụng AI này nó sẽ dịch chứ không phải là người dùng Internet dịch Đúng không ạ? Và ở đây là người dùng Internet là có thể cho những cái trang web này là được dịch Đúng không? Have something done Cấu trúc của chúng ta ở đây này Have something done Ok chưa các con? Ok chưa Rồi nhá Nào, sang câu số 22 Câu số 22 của chúng ta là kiến thức về giảm mệnh đề The Formula One Vietnam Grand Prix in Hanoi for April the 5th was postponed due to the COVID-19 pandemic. Đó là cái giải đua công thức 1, đúng không? Mà ở đây là nó đã có động từ là bị hoãn rồi. Thì chứng tỏ là một chủ ngữ, một động từ rồi mà xuất hiện thêm một động từ nữa thì động từ này chắc chắn là động từ phải được giả. Cái này chắc chắn là reduce clause. Mệnh đề được giả. Đúng không ạ? Mà giảm mệnh đề thì nó sẽ có hai kiểu thôi mà cô đã hướng dẫn các con rồi. Đó là nếu mà chủ động thì dùng vô in. Mà bị động thì các con dùng phân từ hai câu này là cái từ schedule của chúng ta nó nghĩa là lên kế hoạch gì ạ lên kế hoạch sắp xếp kế hoạch mà cái này ấy, thì nó phải là được lên kế hoạch bao giờ nó cũng phải là which cái câu gốc của nó sẽ là which was scheduled for April the 5th cái mà được lên kế hoạch được chưa nếu mà nó đã là cái mà được lên kế hoạch như thế này là câu bị động rồi thì mình giảm đi mình chọn đáp án C giảm đi thì sẽ còn là scheduled mình không dùng scheduling và mình không dùng to schedule. Ok chưa? Cái này lại bị hoãn lại do Covid nhé. Ok chưa? Bây giờ sẽ là câu số 23. Ba. Xong câu số 22, chuyển giúp cô sang câu số 23 đi ạ. The moment the teacher the exam papers, I was filled with anxiety. Thì câu này là kết thức về cụm động từ. Phrase the verb. Hand over có nghĩa là giao nộp. Được chưa ạ? Ví dụ như là bàn giao quyền lực trách nhiệm Hand down thì nó mang nghĩa là Truyền từ cái thế hệ này sang thế hệ khác Mình sẽ nhớ cái từ thế hệ này Từ give out thì nó giống như là Distribute Có nghĩa là phân phối, phân phát Và give away có nghĩa là Cho biểu tặng, được không? Tặng này Cho đi Xong chưa ạ? Thế thì câu này đó là khi người giáo viên gọi là phát đề thì tôi là tràn đầy cái sự lo lắng nữa phát đề mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án c được chưa Đấy, nhá ok chưa nào bây giờ sẽ là câu số 24 when covid 19 is spreading in your area everyone stay home stay at home đúng không? stay at home and avoid close contact đó là khi mà Covid-19 là lan ra ở trong cái khu vực này của bạn thì mọi người là gì? Nên ở nhà và nên tránh tiếp xúc trực tiếp. Được chưa? Thế đây là mọi người nên ở nhà thì sẽ là everyone everyone should nữa. Everyone should stay at home. Mọi người nên ở nhà. Được chưa? Rồi, bây giờ sẽ là câu số 25 ạ. Students who need extra money can find part-time job. Đó là sinh viên mà cần gọi là thêm tiền ấy, thì có thể sẽ là Tìm một cái công việc part-time yeah. Nào cái từ extra money của chúng ta là tiền thêm Mà nó hoàn toàn là nó chưa có Chưa chưa xác định Mình chưa có xác định là nó là cái tiền gì Nó là từ chưa xác định mà nó lại là danh từ không đếm được Thì câu này các con không cần tiền gì Chỉ cần nói là who need extra money thôi yeah. Và vì thế nên đáp án đúng câu này Chắc sẽ là đáp án C này Điền ơ vào đây cũng rất là phù hợp Đó là có thể tìm một công việc part-time Câu này hoàn toàn chưa xác định Nó chỉ là nói chung chung Nó rất là general cho nên là câu này mình sẽ lựa chọn là không điền gì vào đây và điền ơ vào đây. Đúng chưa? Ok dạ. Yeah. Nhá. Yeah. Nào bây giờ sẽ là câu số 26. He graduated with doctorate of and surgery from University of Florence, gaining the highest honors that year. Nào anh ta đã tốt nghiệp với cái bằng tiến sĩ là về cái gì đây? Tiến sĩ là tiến sĩ này là chắc là Câu hỏi từ loại này thì mình sẽ chọn một cái từ phù hợp. Surgery là danh từ thì cái này cũng phải là danh từ. Nó phải là tiến sĩ về y khoa và phẫu thuật. Đó. Cái từ này là danh từ thì cái này cũng là danh từ. Cái này là tính, cái này là động từ. Đúng chưa? Động từ này mang nghĩa là bốc thuốc. Cái này là thuộc về y khoa. Cái từ medication này có nghĩa là sự bốc thuốc. Còn medicine thì là là y khoa, y học thì chắc chắn là mình chọn từ medicine. Đúng chưa? Được Ngày nay thì các con mà học y, dược là cũng phải cần có cái cái, cái, cái tiếng Anh rất là tốt Cho nên cô thấy có nhiều bạn học y dược mà ngay từ bây giờ là vẫn là rất là chăm Coi livestream của cô Phư rồi Để phục vụ cho cái 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 cái, cái việc học ngoại ngữ của mình sau này, đúng không ạ? Rất là tốt nhé Bây giờ sẽ là câu số 27 này Bamboo Airlines, một hãng hàng không rất là mới, đúng không ạ? Offers excellent entertainment with the latest movies and music đây là cái hãng hàng không này là cung cấp cái sự giải trí gọi là gì đây? Giải trí ở bên gọi là trong chuyến bay đấy người ta có một cái gọi là in-flight entertainment. Dạ yeah. Cô sẽ sửa cho các con luôn câu số 27 này nhé. Đó là in-flight. In-flight entertainment tức là cái sự giải trí ở bên trong chuyến bay. Yeah. Chúng ta còn có một cái từ khác nữa đó là in-flight attendance. Đó là những cái sự phục vụ bên trong chuyến bay. Ok, nào sang câu số 28 này Câu này chọn cái gì mà Gì mà dài thế này He has received several scholarships Not only because of his artistic But his academic ability Anh ta nhận được một vài học bổng Đấy yeah. chưa? Nó là không chỉ là do cái này Mà còn do cái gì Thì nó phải là but also Đúng không? But also và because of nữa Đó Cho nên là câu này chưa đúng đi Đáp án B đó là for both his academic ability as well as Nếu mà for như thế này không ai đi với as well as Cái câu này nó là lên từ mà nó hơi khập khiễng này không? Cái đáp án D này cũng sai vì nó phải là as result As result of Chứ không phải là as resulting of Câu này đúng đấy Because of Cái này và cái này His academic and artistic ability là đúng luôn Cái này là tính từ tính từ danh từ Because of mà nghĩa là vì như là đúng rồi. Yeah. Rồi, bây giờ sẽ là câu 29 giúp cô các con nhé. 29 là một câu khó. Ở team của cô có những bạn đạt được 10 năm ngoái mà lại cũng không làm được đúng câu số 29 này. Yeah. Tất cả các cuốn sách ở trong cùng một cái đề tài thì được cho là sẽ có một cùng một cái số phân loại ở trên gáy sách. Cái này dùng từ gáy sách giúp cô ạ. Yeah. Gáy sách nhá. Yeah. Chứ không phải là ở trên bìa. Người ta không có dùng mã số phân loại trên bìa đâu mà nó là ở gáy sách ạ. Gáy sách là từ spines gáy sách. Câu này hơi khó tí ạ. Yeah. Index là mục lục, title là tiêu đề, bìa không phải nhá. Yeah. Rồi, bây giờ sẽ là câu 30. Câu 30 đáp án gì? Although she had never used a word processors before, she soon got the of it after a while. Nào ở đây thì ở đây thì chúng ta có một cái idiom các con nhé. Idiom là gì? Bạn nào biết idiom này comment giúp cô Phư đi ạ. Get the gì đấy? Get the gì ạ? Mà nó sẽ mang nghĩa là đại ý là mặc dù là cô ấy chưa bao giờ sử dụng một cái máy đánh chữ trước đây nhưng mà cô ấy nhanh chóng gọi là gì đấy? Nhanh chóng là gọi là hiểu rõ về nó sau một khoảng thời gian. After a while. Thì câu này sẽ là get the hang. Get the hang of it. Get the hang Of something yeah. Get the hang of something Có nghĩa là nắm được cái cách sử dụng của cái gì Ok Very good, cô thấy có bạn là làm rất là tốt nè nha. Yeah. Rồi bây giờ cô sẽ sửa tiếp cho các con Hai câu hỏi Đây là hai câu hỏi trọng âm, hai câu hỏi stress Câu 31 của chúng ta là gì Government, danh từ ba âm tiết cho âm rơi vào âm tiết thứ một Institute Danh từ ba âm tiết cho âm cũng rơi vào âm tiết thứ nhất Nó là những cái học viện đúng không Tiếp theo là politician trước âm sinh này cho âm tôi và chữ tích là âm tiết thứ ba politician không? và đáp án D secondary secondary thì cái từ nhớ là cái đuôi ry này coi như là một âm tiết thôi cho nên là secondary là ba âm tiết cho âm cũng sẽ rơi vào tiết thứ ba từ dưới lên là âm tiết một được chưa được chưa câu này thì câu này không khó đúng không các con câu này có khó không ạ câu này hoàn toàn không khó theo quy tắc của chúng ta cả nhá nào, câu này chúng ta sẽ khoanh giúp cô đáp án đúng là đáp án C. Bây giờ sang câu số 32 này. Câu số 32, memory danh từ ba âm tiết trợ âm rơi và âm tiết 1. Official trước âm số trợ âm rơi và chữ fit là âm tiết 2. Diversity, bốn âm tiết, trước âm et, nó là chữ verse là âm tiết thứ hai. Chắc chắn là khoanh A rồi. Và in danger thì in danger thì cái danger chắc chắn là là nó là động từ ba âm tiết, đúng không ạ? Và cái âm tiết đầu tiên của chúng ta là I, in và âm tiết cuối cùng là ơ như thế này thì chắc chắn là cho âm rơi vào chữ d rồi nó là âm tiết thứ hai luôn in danger được chưa ok hoặc là các con có thể tưởng tượng là nó là một cái tiền tố ấy, với từ in thì câu này mình dùng danger là cái từ gốc và danger thì trọng âm sẽ rơi vào chữ d là cái chắc chắn rồi được chưa rồi nhanh chóng chuyển xúc cơ sang hai câu hỏi giao tiếp xã hội đi ạ hai câu hỏi giao tiếp xã hội Câu số 33 này. Maria is talking to Ann after work. Maria đang nói chuyện với Ann sau khi đi làm về đúng không ạ? Thì Maria nói gì để mà Ann nói rằng là with pleasure. With pleasure có nghĩa là rất hân hạnh. Đúng không ạ? Rất hân hạnh nhá Thì câu hỏi là bạn định làm gì thì không liên quan này. Đúng rồi. Đúng không ạ? Bạn có ngại tôi hút thuốc không thì lại bảo là rất hân hạnh thì không phải rồi. Bạn có muốn uống trà không rất hân hạnh thì cũng không phải, Đúng không ạ? Đây là phải nhờ giúp đỡ và người tên đó là rất là hân hạnh. Được. Thì đây sẽ là đáp án B Thực ra không hẳn là rất hân hạnh có nghĩa là sẵn lòng thôi ấy Cái từ pleasure của chúng ta nó sẽ mang nghĩa là nó đáp lại, đồng ý một cách lịch sự Đúng ạ, đáp án đối câu này sẽ là đáp án B à, Câu hỏi là cậu cho tớ đi nhờ xe được không? Thì người kia nói là thôi. được thôi, đúng không? Sang câu số 34 này Sau bữa tiệc thì người kia sẽ nói là cảm ơn vì lời khen Chúc ngủ ngon được Thì chứng tỏ người này phải khen rồi đúng không? Câu này là chúc mừng sinh nhật Thì không phải là lời khen nhé Bạn là một cái nồi Cooker là cái nồi, không phải Người đầu bếp là cook ạ Cook hoặc là chef, là đầu bếp trưởng Bạn là một người đầu bếp giỏi Good night, thì cái này đúng này. Rất lâu không gặp bạn Rõ ràng không liên quan rồi, chế đáp đầu câu này là đáp án C nhá Xong chưa? Thế nhỉ? Rồi sang câu số 35 Và câu số 36 đi ạ Cô thấy là đề sửa Hà Nội rất là Rất là giống với lại là format của bộ Đúng không ạ, không khó mấy đó. không? Không khó như là đề chuyên phan không khó như là đề chuyên vinh no, Câu số 35 chọn đã án gì? Với từ delicate Dedicate có nghĩa là cống hiến Thì nó sẽ gần nghĩa nhất với từ gì? Chắc chắn là bằng với từ devote Với những bạn mà đã gọi là học qua Đúng không? De dedicate bằng với devote có nghĩa là cống hiến Và vì thế mình cũng dùng những cái cấu trúc là To be dedicated to Cộng với lại là verb in hoặc là To be devoted to của verb in cũng được và câu này của chúng ta đó là những cái nhà môi trường học thì cống hiến thời gian của họ để việc là chạy những cái chương trình. Được ạ? Rồi sang câu số 36 đi ạ. Cái ý điểm của cô đó là a heart not to crack. thì cái ý điểm này mang nghĩa là gì? Cho dù là tôi nói gì cho anh ta đi chăng nữa thì anh ta vẫn không tin anh ta thực sự là một cái hạt rẻ rất là khó để mà để mà cắn vỡ <laughs> A hard not to crack nghĩa như vậy rất là rất là rất là stubborn Đúng không Đấy, rất là stubborn Đúng thì stubborn bằng với từ gì trong bốn từ này theo các con controversial obstinate insatiable và obsolete Đúng không? thì nó sẽ bằng với từ gì ạ bằng với từ gì cái từ controversial chúng ta mang nghĩa là gì các con nhỉ Controversial mang nghĩa là gì? Nghĩa là gây tranh cãi, đúng rồi Tiếp theo là obstinate Thì cái này chính là bằng stubborn này Đấy. Nếu bài gần nghĩa là cái này bằng luôn Insatiable có nghĩa là Không thể nào mà thỏa mãn được Các con có thấy đây là có, có cái từ satisfy không ạ? Satisfy Thì cái này là insatiable, tức là không thể thỏa mãn được Obsolete có nghĩa là lạc hậu Đúng chưa, đúng chưa? Cho nên câu này nhá A hard not to crack là cái idiom mà mang nghĩa là cũng là một cái hạt rất là khó để mà có thể là cắn được, cắn vỡ được những cái hạt rẻ ấy Mình không cắn được cái hạt ấy ra đấy Thì tức là rất là bướng bỉnh Và từ obstinate của chúng ta sẽ bằng với stubborn ừ, Câu này thì sẽ là cái câu hơi khó một chút Mà mình cần cần phải học mình mới biết được Hoặc là mình cũng phải đoán rất là giỏi Thì mình mới làm được đúng không? Ok nhá, một câu hỏi vận dụng cao rất là hay Bây giờ cô ấy chưa tiếp cho các con sang bài đọc điền Chúng ta sẽ cùng đến với bài đọc điền nhé Câu số 37 Câu đầu tiên của bài đọc điền này Chúng ta sẽ cùng xem giúp cô này Disapproval from parents Đó là gì đấy ạ? Đó là cái sự gọi là không đồng tình từ bố mẹ Đúng không Parental disapproval of relationships Is very common For a variety of reasons Đó là cái sự không đồng tình của cha mẹ Về cái mối quan hệ gì Thì ở đây chúng ta có teens, có teen, có teenage Và teenagers Now teens này thì người ta người ta không người ta sẽ nếu mà mình dùng danh từ ghép là những mối quan hệ tuổi teen ấy, thì mình không dùng số nhiều ở đây teenage thì nó là gọi là thuộc về thanh thiếu niên đúng không ạ và teenagers là cái người thanh thiếu niên nhưng mà cũng là số nhiều thì cũng không không ổn đúng không ạ thế cho nên là câu này các con sẽ lựa chọn được câu từ từ teen thôi teen relationship tức là teenager relationship mối quan hệ tuổi teen đó mối quan hệ tuổi tin nhá. Đó, đây là mối quan hệ tuổi tin là rất là phổ biến là bố mẹ là không đồng tình trong nhiều lý do. Your parents may have concerns regarding whether or not you are truly ready to date or if the person you are interested in might not be a good influence. Nào bố mẹ đây có thể có những cái mối quan tâm liên quan đến việc đây là liệu là mình đã thực sự sẵn sàng để hẹn hò hay chưa và liệu là cái người mà mình thích đấy thì có thể là không có cái ảnh hưởng tốt. They may also not be ready to admit that their child is nearing adulthood. Và họ đây sẽ là có thể là sẽ không sẵn sàng để thừa nhận rằng là con của họ là gần đến tuổi trưởng thành. Nếu ạ, vẫn nghĩ là con mình còn bé lắm. Nếu như bạn đang giải quyết với những vấn đề này thì hãy cố gắng là gì đây ạ? Thảo luận cái cảm xúc của bạn như thế nào đấy với cha mẹ chúng ta có calmly. Cái này chắc là calmly một cái bình tĩnh đúng không ạ? Usually là thường xuyên, frankly là thẳng thắn và indirectly là một cách không trực tiếp. Ạ? Yeah. Thì cái này có lẽ là thảo luận một cách một cách gọi là gì đấy ạ? Thảo luận một cách mình nên gọi là một cách um, timely hay là nên là một cách frankly ạ? Vậy này thì cô cảm thấy rằng là cái từ frankly này khá là ổn, tức là thảo luận một cách thẳng thắn với lại là bố mẹ. Thế nhưng mà cái đáp án ấy cái đáp án bởi vì cái bài này nó là một cái bài đọc ở trên mạng các con ạ đáp án của chúng ta trong câu này nó lại là từ calmly thảo luận một cách bình tĩnh với lại là cha mẹ nha thì cô nghĩ là cái bài đọc hiểu này cái bài đọc tiền này thật ra cũng là một cái đề do giám khảo bịa ra thôi nha vì thế cho nên là sẽ gây tranh cãi ở hai cái đáp án này được chưa mặc dù cô tôn trọng rằng là cái bài này mình lấy từ một cái một cái đoạn văn ở trên mạng và người ta dùng từ calmly nhưng việc tác giả bịa thêm ba đáp án này thì vô hình là lại có một cái đáp án nghe cũng rất là ổn là đáp án C này Cho nên là cô sẽ không bình luận về câu số 38 này Thế yeah. là thảo luận Thảo luận ạ yeah. Thảo luận cái cảm xúc của bạn một cách bình tĩnh với bố mẹ Đấy là đáp án cuối cùng nhá yeah. Và nó là chắc chắn là đáp án đúng <laughs> Bởi vì là lấy từ trên mạng mà Cô có cái đoạn này mà yeah. Thế còn câu 39 này là gì? If your parents forbid you from seeing the person, you should abide their wishes là nếu như bố mẹ cấm bạn <laughs> Là không được gặp mặt cái người đó Thì bạn nên tuân theo cái mong muốn của họ Được chưa? ạ Thì ở bài mình sẽ đi với bài giúp cô Ở bye thì sẽ bằng với conform to Conform To tuân theo yeah. You can still see your boyfriend or girlfriend At school and And friends Make friends, remain friends, appear friends Hay là have friends Thì có nghĩa là mình vẫn có thể là nhìn thấy bạn trai bạn gái ở trường hoặc là vẫn cứ duy trì tình là bạn thì ở đây mình sẽ dùng từ remain chứ đừng dùng từ make câu này không vấn đề gì đúng không ạ remain tức là vẫn cứ là những người bạn bè nhưng mà sẽ là không cao hơn mức bạn bè đúng không ạ không tiến xa hơn if you stay friends after you graduate you can start dating again là nếu như mình vẫn cứ là bạn gì ạ early after right after soon after hay là until after thì hợp lý nhất ở đây đó là gì? Nếu như mình vẫn cứ là bạn cho tới khi mình tốt nghiệp đúng không? Thì sau đấy có thể thoải mái mà hẹn hò, đúng chưa? Cho nên câu này sẽ là until. Đúng chưa? Nhá. Yeah. Khi các con tốt nghiệp rồi thì các con có quyền là mình có thể là thoải mái hẹn hò. Đúng không? Đấy. Vì lúc đấy là mình đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định riêng của mình rồi. Mặc dù điều này rất là khó chấp nhận ở thời điểm đầu tiên. Nhưng mà nó là phải như vậy cái câu này là what is meant to be will be có nghĩa là nó là phải như vậy Đấy chưa ạ ở đây cũng là một cái lời khuyên rất là tuyệt vời cho các con là các con có những cái teen relationships đúng không thì các con chú ý giúp cô nhé là chúng ta cố gắng là tuân theo cha mẹ đúng không ạ và có lẽ là tốt nhất là thực ra cô nghĩ rằng ấy là mình chỉ nên yêu khi mà mình muốn cưới thôi <laughs> mặc dù không ai cấm cái việc là chúng ta gọi là rung dinh trước một ai đó đúng không ạ nhưng cái việc mà để mà yêu mà để là thực sự là thực sự là yêu ấy thì chúng ta chỉ nên yêu chúng ta chỉ gọi là thực sự yêu khi chúng ta muốn cưới thôi ạ <laughs> còn nếu như còn xa với cưới thì các con cứ bình tĩnh nha cứ bạn bè trong sáng đi nhá ok rồi bây giờ sẽ là câu số 42 câu 42 của cô là câu hỏi ngữ âm nào chúng ta sẽ cùng xem này Pass cái từ cuối là S như thế này Thì past sẽ là past ạ. Yeah. Tiếp tục search Nó là ch Chờ thì bật ra cũng sẽ là t, đúng không ạ? Remove V thì bật ra là d nó no, Removed Và talk là k, k thì bật ra là t Cho nên câu này mình sẽ khoanh ra bản C si giúp cô Nhạ, yeah. Câu 43 Sour thì nó là chữ s Đúng không? Sour Ôm dâu thì nó là âm d này Không phải là ôm thâu mà là although Together là chữ d Together Và feather Đúng là chữ giờ này, đúng không? Chứ là câu 43 này đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai câu hỏi ghép câu câu 44 ạ. The man wanted to get some fresh air in the room, he opened the window. Nào người đàn ông là muốn có những cái không khí trong lành ở trong phòng cho nên là người đã mở cửa sổ. Nào bạn ơi, người đàn ông mở cửa sổ để có được cái không khí trong lành ở trong phòng thì cái này thể hiện mục đích đúng chưa? In order to to verb để thực hiện mục đích gì thì cái này đúng rồi đúng không đáp án b đã mở cửa sổ ra thì cái căn phòng này nó thế nào đó thì câu này căn phòng làm sao mà mở cửa sổ được cho nên câu này sai này dạ đáp án c người đàn ông là muốn có cái không khí trong lành ở trong phòng bởi vì là đã bởi vì là ông ấy mở cửa thì không phải đúng không đáp án đi là người đàn ông có không khí ở trong phòng mặc dù mở cửa thì rõ ràng là không đúng đáp án đúng hợp lý nhất câu này sẽ là đáp án a rất nhiều con làm đúng các con comment thêm giúp cô câu số 45 đi ạ Disabled people can dis contribute to our community. Non-disabled people can also contribute to our community. Nào, người khuyết tật cũng có thể đóng góp cho cộng đồng. Người không khuyết tật cũng có thể đóng góp cho cộng đồng. Vậy thì nếu mà là như vậy thì cả người này lẫn người này đều có thể đóng góp cho cộng đồng đúng không? Đúng chưa? Câu này là đáp án A cũng đúng luôn rồi. Câu này là hoặc hoặc thì không phải. Chỉ người này chứ không phải người này cũng không phải. Và cả hai người đều không thể cũng không phải. Rõ ràng ở đây là cả hai người. Được không? Both and can. Được chưa ạ? Rồi sang câu 46 đó là câu hỏi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Với cái cấu trúc là don't forget to do something đừng quên làm gì thì sẽ tương đương với cấu trúc remind it. Nhắc nhở chúng tôi đúng không? Mình sẽ thay hẳn don't forget to do something bằng remind somebody to do something. Được không? Đó là người team leader đã nhắc nhở chúng tôi là phải dọn dẹp cái này. Ok chưa? Nào đáp án A, đó là cái người này yêu cầu chúng tôi là phải dọn dẹp cái này. Không phải là yêu cầu đúng không ạ? Mà nhắc nhở thôi ạ. Cái này là muốn và cái này là đây là bắt buộc, không phải bắt buộc mà nhắc nhở. Đáp án đúng chúng ta đây là đáp án B. Đúng chưa các con? Ok nhá. Nào câu 47, sắp hết rồi đây này. Without thì là câu điều kiện rồi. Nếu không có lời khuyên của giáo viên thì cô ấy đã không thể viết được một cái bài luận hay như vậy. Thế đáp án A là cô ấy đã viết một cái bài luận hay bởi vì người giáo viên là đã cho lời khuyên. Đúng không? Cái này đúng này. Nó là cái câu fact ở trong quá khứ. Đáp án B, người giáo viên không đưa ra lời khuyên và cô ấy không viết được thì không phải. Đáp án C, nếu giáo viên mà không, nếu mà là nếu của câu được, nếu mà là nếu thì chỗ này phải là câu được kiểu loại 3. Bởi vì quyết giao này đi với wouldn't have written đây đang là câu đầu kiểu loại 3. Đúng không? Thì phải tương đương với fact ở trong quá khứ. Còn nếu như mình thay bằng if thì if này phải đi với quá khứ hoàn thành vì nó cũng sẽ phải là loại 3 đúng không? Cho nên cái này là sai. Cái này là khuyên cô ấy, vì vậy mà cô ấy không viết thì không hợp lý về nghĩa. Cho nên câu này đáp án đúng là đáp án đây. Đúng chưa? đúng chưa? Rồi câu 48 nhé. When I picked up my book, I found that the cover had been torn. Đó là khi tôi cầm cuốn sách lên thì tôi thấy rằng là cái bìa nó đã bị nó đã bị xé. Nào ở đây là khi nhặt cuốn sách lên thì tôi nhìn thấy là cái bìa đã bị xé thì cái này cũng đúng luôn này. Đúng không? Câu này đúng luôn rồi còn gì? Vì on picking up ở đây là dạng giảm mệnh đề thôi Đúng không? Nhật quyển sách lên Cái bìa đã bị xé hết tức là cái bìa nhặt được sách à? Cái bìa đấy không phải là chủ ngữ của cái này Đúng không? Đã được nhặt lên, quyển sách đã bị xé Thì không phải Đúng không? Bởi vì cái này nó phải là đã bị xé trước đó Và cũng không ai dùng đã bị xé ở trước với pick up cả Và đáp án đi là cái bìa đã bị xé Khi quyển sách lại là đi nhắc lên thì cũng không phải Đáp ở đúng câu này là đáp án A Khi dùng on picking up The book thì câu này sẽ tương đương với lại là when I pick up the book. Được chưa? Bây giờ sẽ là hai câu cuối cùng. Câu 49 và 50 của cô là hai câu hỏi tìm từ trái nghĩa này. Nhá. Yeah. Cái từ preserve của cô ấy thì tương đương với lại là conserve và tương đương với lại là protect, đúng không? Names of people in the book will change to preserve anonymity. Hình như câu này chúng ta là chúng tủ luôn trong bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa của chúng ta rồi. Được không ạ? Chắc chắn là chúng tủ câu này mình đã làm một lần rồi. Tên của mọi người trong cuốn sách đã được thay đổi để giữ được cái tính gọi là gọi là không bị lợi, gọi là tính không bị lộ danh tính ấy đúng không ạ? Đúng không? Thì cái từ preserve là mình giữ và mình bảo vệ, đúng không ạ? Thì thay vì giữ và giấu thì sẽ tương đương với lại là hé lộ đúng không? Hé lộ sẽ là từ reveal. Đúng chưa? Rồi câu 50 đó là tất cả các học sinh đều bị bắt buộc obliged nó sẽ là cái tính từ của từ obligation. Obligation. Nghĩa vụ đúng không? Và chúng ta còn có tính từ obligatory. Thế thì obliged là bị bắt buộc. Là phải vượt qua cái kỳ thi đầu vào để có thể vào được trường đại học. Thì bắt buộc thì bằng với required đúng không? Thì rõ ràng là trái bằng với required và cả cái từ Cả cái từ impair của chúng ta thì nó bằng với force Hai từ này bằng nhau luôn Thì trái với lại là những cái bắt buộc này sẽ là optional Có nghĩa là nó là không bắt buộc Đúng không ạ? Optional câu này quá dễ luôn Hai câu tìm từ trái nghĩa này thì lại dễ quá Đúng chưa Ok nha các con như vậy là cô đã chữa cho các con xong Các câu hỏi từ 14 cho đến 50 Của đề sở Hà Nội rồi nhá Đấy chưa Bây giờ các bạn VIP 90 quay lại Quay lại web nhá Để cô chữa cho các con cái phần đọc hiểu ở phần đọc hiểu này thì các bạn VIP 90 còn có một cái hay nữa Đó là từ hôm nay cô sẽ cập nhật tiếp cái phần đó là phần dịch các bài đọc hiểu Theo cái hệ thống máy tính của cô để các con tập dịch bài nữa Và khi các con tập dịch bài như thế này thì chắc chắn là điểm của VIP 90 phần đọc hiểu sẽ tăng lên rất là cao Và sẽ nâng cao điểm số của mình Được chưa ạ? Cô đang cập nhật phần đó rồi cô nghĩ là nếu kịp thì hôm nay các con sẽ có phần dịch luôn của hai bài đọc hiểu này Nếu không kịp thì từ ngày mai sẽ có Vì thế cho nên là các con lớp VIP 90 là mình sẽ có được những cái sự hỗ trợ tốt nhất cho cái việc học tập của mình Thế cho nên là bạn nào chưa có khóa VIP 90 thì chúng ta hãy nhanh chóng đăng ký đi nha Ok, bây giờ cô sẽ chỉ tiếp hai bài đọc hiểu cho các bạn VIP 90 Và các bạn tại page thì cô hẹn các con buổi tối ngày mai Chúng ta sẽ chữa tiếp một cái đề thi thử khác nữa Trong cái chuỗi đề thi thử của tháng này chúng ta sẽ chữa rất nhiều Ngày mai chúng ta sẽ có đề thi thử của trường chuyên Biên Hòa Hà Nam Chắc chắn là đây dự, dự báo sẽ là một cái đề rất là hay Được chưa ạ? đề sở hà nội thì thực sự là cô đánh giá chủ quan thôi nhá. thì cô đánh giá bởi vì cô cũng đã xem qua hai bài đọc hiểu rồi. thì cô đánh giá là đề của sở hà nội thì cũng tương đối là sát với đề thi tham khảo lần thứ hai của bộ giáo dục. được chưa ạ? nhưng mà đúng là cũng không có gì mới lạ, không có gì mới lạ ở cái đề này. độ hay có lẽ là cũng bình thường, đúng không ạ? sát là được rồi, hay thì cũng bình thường. bài đọc điền hơi phê một chút nữa ạ Ok nhá Rồi hẹn gặp lại các con trong buổi chữa tối mai tối thứ tư với đề chuyên Biên Hòa Hà Nam Đấy, cô sẽ hẹn gặp lại các con trong buổi tối ngày mai rồi vị trí người bây giờ bắt đầu học đọc hiểu giúp cô nhé